Xin chào toàn thể anh em, rất vui gặp lại anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với channel LVT Official. Lời đầu tiên cho LVT Official kính chúc toàn thể anh em xem live có những giây phút xem live vui vẻ và hạnh phúc. Thì ngày hôm nay thì mình xin phép anh em mình chia sẻ những giây phút đấu giá con ngựa Phi Vân, phần thưởng top 1 bang hội tại server Phật Sơn Ký Sự của website cungthanhchiensu.net. Thì hiện tại thì mình lên hơi trễ, hiện tại đấu giá gần xong anh em ạ. Như vậy thì con ngựa Phi Vân đã có người chốt anh em. Hiện tại với giá trị cao thủ Xiao Xiao đã đấu giá là 120 kim nguyên bảo anh em ạ. 120 kim bảo. Chúng ta có thể thấy là một kim nguyên bảo ở tại server Phật Sơn Ký Sử này là lên tới là gần 70.000. Chúng ta cho tính tròn là 70.000 đi nè. 70.000. Anh em có thể lấy 120 kim. Anh em nhân cho 70.000 là tới 8.4 triệu một con ngựa Phi Vân anh em ạ. Đó, 8.4 triệu con ngựa Phi Vân. Và bây giờ chúng ta lại đến con ngựa chiếu dạ Ngọc Sư Tử. Hiện tại thì các cao thủ đại gia tại xe băng Thiên Đế thì đang đấu giá với giá chỉ là 21 kim này mà. Mình thì nghèo, mình không đấu giá được. Chào bác Nguyễn Thuận nha. Em là LVT Official bác Nguyễn Thuận ơi, chứ không phải là bác Phèo. Như vậy là gưa hàng bàn lên tới 26 kim anh em ạ. 26 kim rồi. 26 kim nhân cho 70.000. Tất cả 1.8 triệu con ngựa anh em ạ. Con ngựa rất là đẹp, chiếu dạ Ngọc Sư Tử. Là một con những con bạch mã. Rất là đẹp trai. 1.8 triệu con ngựa anh em ạ. 1.8 triệu con ngựa rồi. 26 kim anh em. Còn con ngựa Phi Vân là tới gần hơn 8 triệu, hơn 8 triệu. Đó, anh em thấy con ngựa Phi Vân mà nó chỉ là mang lên người, chỉ mang là đẳng cấp của nhân vật thôi. Chứ về tốc độ di chuyển thì nó cũng là chỉ là 100%. Sinh lực cộng 400 điểm, né tránh 200 điểm. Còn chiếu dạ Ngọc Sư Tử thì tốc độ di chuyển 100%, sinh lực 200. 27 kim anh em ạ. 27 kim rồi. Chúng ta cùng nhân thử là 27 kim nhân cho 70.000. Tức là 1.890.000. Và bây giờ tiếp tục lên 28 kim. 28 kim nhân cho là gần 2 triệu rồi anh em ạ. Con số gần tới 2 triệu rồi. Rồi chào bác Hoàng Trần. Cho hỏi cục kinh nghiệm tống kim có cộng dồn không? Có nha bác Hoàng Duy ơi, có hết. Có cộng dồn nha. Mới tạo ạc thì phải lên cấp 50 bác ơi. Lên cấp 50 mới được ăn được mấy cục đó bác ạ. Bác Hoàng Duy nha, cấp 50 mới ăn được mấy cục đó. Như vậy là lên 28 kim anh em ạ. 28 kim rồi. Chào bác Tiến Thành. Ủa nay không chơi Thiên Nhẫn mà chơi Võ Đan ha. Em chơi, em ở server này em chơi Võ Đan bác ơi. Em chơi Võ Đan rồi, không có chơi Thiên Nhẫn nữa. Võ Đan thì chơi về lâu dài được. Thiên Nhẫn tới giai đoạn 10x mà khi các cao thủ nó mang kháng hỏa cao lên á. Nó mang kháng hỏa cao lên là em không nên giết người được, nên là em chuyển sang Võ Đan rồi. 30 kim anh em ạ. 30 kim anh em ạ. 30 kim rồi, con ngựa chiếu dạ được tới 30 kim rồi. 37 2.1 triệu. Tính mình làm tròn làm 70.000 một kim nha anh em. Chứ tính lẻ ra có người thì mua 65, có người thì mua 66. Nạp admin thì 1.015.000. Tính ra gần 67 gì đó. Mình tính tròn 70 đi. Đang cắn cho lên 5x. Lên làm 30 làm giả tẩu là lên 4 mấy bác Hoàng Duy ơi. Bác 30 bác làm giả tẩu chắc lên tầm 4 mấy á, 4 mấy xong bác cày một tí nữa. Ăn tin thiểu lộ một tí nữa là lên được 50 rồi bác cắn mấy cục đó. Bác cố gắng là ngày hôm nay. Ngày hôm nay là bác có thể mua cộng dồn đi bác. Ngày hôm nay, ngày mai. Có nghĩa là một tháng này thì mình ăn có thể tới 13, 14 cục gì đó. Bác cố gắng mua cộng dồn là lên được 8, 9 ít gì đó. 30 kim lần 2 nè ạ, 30 kim rồi. Như vậy là 30 kim anh em, như vậy là chốt anh em. 30 kim anh em ạ, một đại gia gưa hàng bạc, người gọi là anh Thành anh em ạ, anh Thành. Nhân ra giá 67 đi, là đúng 2 triệu anh em ạ, 2 triệu một con người chiếu dạ. Chào bác Mimi TV nha, chào tất cả anh em. Anh em đã được xem tại phiên đấu giá của Ban Thiên Đế tại server Phật Sơn Ký Sự. Như vậy con chiếu dạ đầu tiên. Con chiếu dạ đầu tiên đã chốt với một trị giá là 30 kim. Con ngựa Phi Vân thì chốt với một trị giá 120 kim. Như vậy là con Phi Vân nó gấp 4 lần con chiếu dạ nè. 4 lần con chiếu dạ. Chỉ hơn đúng là đẳng cấp thôi.
đẳng cấp của người mặc con ngựa đó. Mình tạo thêm mặt cho thêm thôi chứ xe đang 788 à. Đó, anh em đang bình luận thử coi anh em thấy những giá trị của những tại server này nó như thế nào anh em. Nếu mà phiên đấu giá là xong thì mình sẽ qua, mình sẽ đi coi đại hội anh hùng nha anh em. Nên là mong anh em vẫn tiếp tục xem like của mình và ủng hộ cho mình một like, để cho nhiều anh em khác đam mê từ game này vào coi đấu giá. Anh em cứ nói là một server bây giờ thì không bằng như hồi xưa, không giá trị như hồi xưa. Thì thật sự giờ thì chúng ta đa số thì bây giờ nếu tầm tuổi người ta chơi game từ hồi xưa đến giờ thì ai cũng là tổng giám đốc chủ tịch hết rồi. Nên là tiền bạc không thành vấn đề anh em ạ, chủ yếu là niềm vui. Giấc mơ mới đã hội tụ, bát mạch chân kinh tranh thần thù. À, như vậy là vẫn 30 kim anh em, 30 kim rồi. Mình thì mới lên bộ đồ anh em ạ, mới lên bộ đồ choáng 80. 31 kim anh em ạ, The Best 3 lên 31 kim rồi. Mình mua chiếu dạ 20 kim. Người ta đốp. À chào bác Lê Nguyên Tín nha. Đúng rồi bác, lâu lắm mới gặp bác nha. Lâu lắm mới gặp bác Lê Nguyên Tín nha. Giờ này khỏe không bác? Mình mua chiếu dạ 20 kim. Chiếu dạ lên tới 31 kim rồi nè. 31 kim rồi bác The Best ơi. À, bác Huy Tài ơi. Chào bác Tường Đỗ nha, chào em Phẩm nha. Chào bác Cường Trần, idol không đấu giá. Tiền đâu đấu giá bác. Làm lương tháng có, làm công nhân tháng có 6 triệu, đấu giá mất 2 triệu tiền đâu mà nuôi vợ nuôi con bác. Chào hello anh, mấy nay không thấy anh like. Tại cuối tuần á bác, cuối tuần này em đi đám cưới, đám hỏi, đám ma tùm lum các kiểu hết nên là không có thời gian like bác ạ. Mấy con quỷ quái thì chết hoài ta. Ngựa ở đâu ra vậy bác? Ngựa này là phần thưởng đua top bang bác ạ. Có nghĩa là bang hội nào có 10 thành viên cấp 90 sẽ được con ngựa phi vân và mấy con ngựa chú dạ bác ạ. Hiện tại thì ban thiên đế là được một con ngựa phi vân nè. Hiện tại đang đấu giá chú dạ. Ngựa chết theo ạc. Đây con ngựa thứ ba nè. Đại gia thiên đế mà không đấu à. Em là tiểu, em là lắm gia chứ đại gia gì bác. Chào bác Tính Vũ, chào bác Trần Đại Nghĩa. Ban top 1 đúng không bác? Top 1 ban top 2 là ban bóp. Ban top 3 hình như là ban IS hả ta? Để coi hình như là băng IS hay băng AC gì ta. À băng IS top 3. Băng Ngoại Long top 4 là ta, đúng rồi. Ngoại Long top 4, IS top 3, băng bóp top 2. Đang đấu bác Ngọc xong mới đang đấu nè bác ơi. Nay nổi tiếng rồi tưởng quên ăn luôn chứ. Sao nổi tiếng được bác. Em vẫn như xưa thôi bác ơi. Đang tính qua đây cày tiền. Ngon đó bác, qua làm liền luôn đi bác. Cứ đêm lâu lâu đêm nhặt được cái món may mắn bán 50 triệu ngọt nước bác Lê Nguyên Tín ơi. Làm cách nào để có ạc 50 nhanh để bán hàng anh em. Bác làm thiếu lâm á bác Phạm Quang Đạo ơi. Bác treo thiếu lâm á, treo thiếu lâm chắc 5-6 tiếng là lên được 50 rồi. Rồi cắn một hai cục là 60. Tiềm năng kỹ năng hả? Ok. Đấy điểm tiền quyền năng kỹ năng của em đây bác ơi. Mấy triệu bạc con luôn quay quái có mua ấn không fan. Chào bác Anh Huy, nếu mà có tiền thì mua ấn bác. Mua ấn thì bác có thể đứng im luôn khỏi cần chạy. Còn nếu mà không mua ấn thì bác có thể chạy vòng quanh. Đó như mấy con quay quái của mình là em có mua ấn bác ạ. Đây có mua ấn nên là đứng im một chỗ luôn. Ôi, ấn hết rồi. Hèn chi nó chết. Đúng rồi hết ấn hèn chi nó chết liên tục bác ạ. Quyền tí mua ấn cho nó. Không có ấn nó chết liên tục bác ạ. Hèn chi nãy giờ quên. Để tí mình tặng like, hết like rồi mình mua ấn cho nó.
Băng Khải Ngáo top máy, Băng Khải Ngáo không được nha bác ơi, không được nha. Tại vì yêu cầu đẳng cấp băng hội bây giờ là ví dụ như là băng hội nào có 10 ạc cấp 90 đầu tiên thì mới có top bác ạ. Hiện tại băng Ngáo chưa, băng Ngáo và đẳng cấp rất hơi thấp. Mấy băng được 4 băng bác ạ. 4 băng thì trong đó băng Thiên Đế được con ngựa Phi Vân. Còn các băng hội khác chỉ được Kim Nguyên Bảo và Chiếu Dạ thôi. Như vậy thì con đầu tiên xin nhắc lại anh em, những anh em mới vào xem live nha, thì con ngựa Phi Vân đã đấu giá là 120 kim, con ngựa Phi Vân là đấu giá 120 kim. Rồi tiếp đến là con ngựa Chiếu Dạ đầu tiên là chiếu 30 kim, con ngựa đầu tiên Chiếu Dạ là 30 kim, con ngựa Chiếu Dạ thứ hai là đấu 31 kim. Đó, con ngựa thứ ba là đấu 31 kim luôn, và đây là con ngựa thứ tư anh em ạ, con ngựa thứ tư đây. Con ngựa thứ tư đây em ạ, đang 26 kim. Chiếu Dạ đang đấu giá là hiện tại thì mấy bữa giờ là toàn 31 kim bác Ngọc Song ơi, 31 kim bác ạ. Con ngựa đầu tiên là 30 kim. Đó. Map xu đang map xu bác Dương Quang Thái ơi. Chào bác Phạm Hùng Kiệt, game Võ Lâm Trường Kỳ bác ơi. 28 kim và Châu Tinh Tinh là 30 kim, con ngựa cuối cùng anh em. À, con ngựa này có vẻ này hấp dẫn nè. Chào bác Dân Thị Trấn Tống Kim nè, ok tối nay Tống Kim luôn. 31 kim anh em ạ, con ngựa cuối cùng có vẻ như là hấp dẫn nè. Băng Khải Ngáo top 10. Võ đang tăng mắc nội công với mạnh. Nếu mà tăng mắc nội công thì em phải tăng cái này lên cao bác ạ. Hiện tại chưa đủ điểm nên là em tăng vậy thôi. Nói chung là nếu mà anh em muốn trâu thì anh em có thể tăng 12 điểm, 9 điểm gì đó, 9 điểm, 10 điểm, 12 điểm thì nó sẽ trâu hơn. Mà nếu mà tăng như vậy thì mấy điểm này sẽ thiếu, lực tăng sẽ thiếu nên là từ từ. Có tiền mua Võ Lâm Mật Tịch nút vào thì tăng bác ạ. Thì nếu mà tăng cái tọa vọng mắt á, tọa vọng mắt thì mình thể bớt sinh khí xuống nội công. Ngọc Bội may mắn 8 giá nhiều vậy ông. Hình như là bác Luku á, Lubu á, bác Lubu mua rồi. Cái Ngọc Bội may mắn 8 ở 1 bác Lubu mua rồi. Không biết là bao nhiêu bác ạ. Hình như là cao thủ Lulu đại ca mua rồi. Ngọc bội may mắn 8 á. May mắn 8 là Lulu đại ca mua rồi mà không biết giá nhiều, chắc phải 7-8 triệu vậy. Ba mốt kim anh em ạ, như vậy con ngựa cuối cùng là chốt 31 kim rồi. Một kim bằng 65-70 ngàn nha bác. Bác Tính Vũ ơi, một kim từ Phi Vân Vĩnh Viễn nha bác. Phi Vân Vĩnh Viễn, Chiếu Dạ Vĩnh Viễn luôn. Mình còn cưỡi ngựa này là anh em biết rồi. Đó, mình còn cưỡi người Ô Vân, anh em hiểu rồi chứ. Đó, anh em hiểu mình cưỡi ngựa Ô Vân là biết con chưa Chiếu Dạ trị giá cỡ nào rồi. Võ Lâm Mật Tịch lên 20 kiếm một cuốn nhé. Ôi hiểu rồi. Có người đang giao mua 17 kim bác Cường Trần ơi, 17 kim. Chào bác Tâm Style nha, chào bác A Quý Khương nha, chào bác Minh Thành. Chào bác A Đúc Chaladet. Anh em bình luận quá nên là em thông cảm, nhưng mình đọc được bình luận nào thì mình trả lời anh em nha. Như vậy thì đã tổng kết được con ngựa Chiếu Dạ, như vậy là một con ngựa, hai con ngựa, ba con ngựa trị giá là 31 kim. 31 kim nhân cho giá 67 ngàn đi. Là trị giá là 2.077.000. Ba con ngựa 31 kim và một con ngựa 30 kim. Và con Phi Vân là 120 kim. Như vậy là con ngựa Phi Vân là hơn 8 triệu. Còn hai con ngựa kia là hơn 2 triệu. Tổng 16 triệu, ban chủ lấy 6 triệu, 10 triệu còn lại. Còn lại 10 ông top 90 chia mỗi người 1 triệu. Ôi vậy là mình được 1 triệu anh em ạ. Nè, đây là mình được 1 triệu anh em ạ. Ngon, ngon, ngon. Tại vì mình cũng là một thành viên lên cấp 90. 90 trong 10 người đầu tiên tại băng Thiên Đế anh em ạ. Gom 1 kim 5 qua thẩm câu. Bác A Đúc ơi, server này không có bán ngựa thẩm câu bác ạ. Nếu bán ngựa thẩm câu thì con ngựa này sẽ không có giá trị đâu bác ạ. Server này trang sức rất hiếm thật, đúng rồi bác, hiếm lắm. Trang sức rất là hiếm nhé. Nó đâu được cái món này, thể lực 13 với đâu nhé. 13.
Thâm pháp 10-20, chậm 20 đồ giấc. Cắn quế hoa tiểu liên tục nha anh em. Nói chung là bãi của em cắn quế hoa tiểu liên tục anh em ạ. Nhưng tại là số phận nó chưa được tới thôi. Số phận nó chưa tới, nó chưa ăn bài thôi. Game này chơi trên PC hay điện thoại? Game chơi trên PC bác Phạm Hùng Kiệt ơi. Game trên máy tính laptop. Sao không trên map thường vậy bác? Trời, map thường nó đánh ra khỏi mình chạy về luôn các bạn. Hiện tại map thường như là mạc câu quật, trường bạch nam, sa mạc thì đang đánh nhau rất là ác liệt giữa các bang hội cày tiền. Các bang hội cày tiền đánh nhau ác liệt lắm bác. Chào bác Hiệp Ngọc Lộc đi. Sao cùng một ban top 10 ông thích phải chia đều chứ? Bác Đại Nguyễn ơi, nói chung là 9% cho bang hội bác ạ. Còn lại là những anh em lấy cấp 90 đầu tiên ấy sẽ chia nhau chứ. Tại vì 10 người đầu tiên cũng phải thức đêm thức hôm để mà cố gắng cày đến 90 đầu tiên mà. Nói chung là vẫn chích lại phần trăm cho bang hội chứ bác. Nhưng 10 người đầu tiên này cũng có phải một cái phần thưởng nó lớn hơn một tí, để cho anh em bỏ lại công sức thức đêm thức hôm bị đồ xác. Đây, lễ bao set tinh hồng.